chào tất cả các anh em đang xem clip chân kinh của Phúc nha. Hôm nay Phúc lại quay lại hồ bơi để hát trong hồ bơi cho những cô gái nghe. Nhưng mà tình hình là hơi buồn là hiện tại thì vẫn chưa thấy cô gái nào, cho nên cũng y như cũ. Giờ mình ngồi đợi cái nào mà có cô gái nào đẹp đẹp thì mình hát cho cô gái nó nghe nha anh em. Giờ mình kiếm ghế ngồi đợi anh em ơi, đi. Có gái rồi. Có chưa? Có rồi. Đâu? Rồi, vậy giờ anh hát tặng em bài được không? Dạ có. Em muốn ba lát buồn đau khổ hay là gì? Thôi tự nhiên ba lát buồn đau khổ ở đây. Em đang vui vẻ lắm. Em đang vui vẻ lắm hả? Em vui thiệt đúng không? Vậy thì anh sẽ hát ba lát buồn đau khổ. Đúng không? Tuy năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Anh đoán xem bao nhiêu tuổi ạ? À? Em năm nay chắc 18 tuổi không? Trời ơi, đáng trẻ vậy luôn á hả? Lần đầu tiên mới nghe người ta nói em trẻ vậy luôn á. Cho nhắn lại thử một lần nữa. 19 tuổi. Bao năm yêu nhau chắc với em đâu quan trọng, vì thứ xa hoa thời gian em không. Còn điều gì vương vấn nơi em không, khi trái tim em không còn của anh nữa. Anh không trách vì em hạnh phúc, vẫn là điều anh mong. Mong sao cho cuộc sống em mãi luôn bình yên. Ngày hôm qua sẽ mãi là cô chú, của quá khứ thôi mà. Cuộc đời này từng có quá nhiều đắng cay. Cái gì của mình sẽ mãi mãi là của mình, còn không cố gắng mày đi nữa cũng thế mà thôi. Những hạnh phúc mất đi rồi làm gì có lại lần thứ hai. Mong ngày mai hai ta đừng gặp lại. Đời anh là I'm
thiệt chứ không có giả vờ đâu. Dạ hả? Mặc dù giả bộ giả vờ là nghề của em, nhưng bây giờ em hay thiệt. Ok. Mà anh hỏi thiệt là em không biết bơi hả? Em không biết bơi. Mà bây giờ anh đi bơi cũng có mình, hay là anh xuống anh bơi chung với em, có gì anh chị em tập bơi được không? Dạ luôn á hả? Chịu không? Chịu trời không? Trời ơi, em sắp vô rồi đó. Thì khi nào bạn em tới thì anh đi. Để nó đấm anh xịt mỏ sao? Nha. Yeah. Okay, ok ok. Con gái gì không thể đấm anh xịt mỏ. À được. Con gái nha. Ok vậy anh chỉ cho hai bạn bơi luôn. Rồi anh cất cái này cái đây. Ok. Cất đi ướt tài sản quay sao. Trời má ông này nhảy gì ghê quá vậy? Cướp cái cầu thang không bước xuống mà nhảy xuống ghê quá vậy? Anh đang thể hiện sức mạnh bơi lội của anh à. Không. Rồi, nè. Bây giờ nha, em đứng nó đi. Em xem anh nè. Ờ. Đó, em đứng đó. Rồi, nè, nhìn anh nè. Anh sẽ chỉ cho em cái động tác trước, sau đó anh sẽ chỉ cho em từng động tác nha. Nha. Đấy. Em thấy không? Nè, bây giờ đầu tiên nha. Nè. Đúng rồi, em lấy hai tay em giữ này đi, em tập đạp chân đi. Đó, em thả lỏng xem đạp. Em làm sao em nhấc được cái bàn chân lên cái mặt nước đó, xong em đạp. Vừa vừa thôi ông ơi, đá hết nước mặt. Trời ơi. Vừa phải mà biết rồi, biết có lực rồi, biết có lực rồi nha. Ủa sao anh không thấy chân em chứ chân hả? Chân em dài vậy mà. Đâu, em mới dơ được cái chân lên mặt nước nè. Rồi. Cầm luôn lên, đu lên vậy mới lên đường nè. Khổ mà. Rồi. Trời ơi, bao nhiêu người chỉ em bơi rồi đâu chỉ được. Chưa rồi tới tay nè. À, đó, bước lên. Đúng rồi, bước lên. Nhưng mà không lên. Ok. Ôi, mà công nhận thiệt á, em đúng là khó dạy quá. Đạp cái chân mà không biết đạp sao mà bơi được. Trời ơi, bạn em đám bạn em thế nào nó cũng biết bơi á, mỗi mình em là không biết bơi. Vậy sao được? Trời, bị cứng người á, mà em có khả năng ngâm nước rồi nè. Chứ đâu có khả năng bơi đâu. mà em có chơi Facebook không? Dạ có, trên Facebook thì bây giờ nhiều người chơi mà. Dạ, vậy Facebook em tên gì? Em tên Uyên luôn, Phương Nguyên. Tên Facebook là Nguyễn Phương Nguyên luôn. Dạ. Nhưng mà làm sao để kiếm được, ví dụ như Nguyễn Phương Uyên đó, bên kế bên nó có ngoặc tên rồi, giả vậy? Em có ghi chữ Anna. Nguyễn Phương Uyên, Anna. Ngoặc Anna. Đúng rồi, Anna là tên tiếng Anh của em á. À, vậy đó hả? Dạ. Ok, ok. Chà, có tên tiếng Anh rồi, thấy hấp dẫn quá ta. Hồi xưa em làm du lịch mà. Nên là có tên tiếng Anh cho người nước ngoài người ta dễ kêu. Ủa, làm du lịch là phải có tên nước ngoài hả? Không, nghĩ là cái tên Uyên của em người ta khó, người ta nói không được. Nên là em ví dụ cái tên Uyên của em thì người Mỹ người ta kêu là sao? Người ta thành Win gì đó, em nó giống chữ tiếng Anh ấy. À. Em kêu Win rồi em thích nghe khó chịu quá. Anh Hà, what's your name? Thôi quá. Ủa lúc nãy anh hát có bài gì? Yêu em nhưng không bơi tới đúng không? Có em. Ủa em biết bài đó luôn hả? Biết sương sương. À. Ghê vậy ta. Mà em có biết bài đó ai hát không? Thì em chỉ nghe qua thôi, đâu biết đâu. Thì em nhớ là nghe quen bạn em nó có hát lại lần hay sao á, nghe quen quen á. Thôi kệ đi, không cần biết ai hát đâu. Thôi vậy. Em nhà em gần đây không? Em gần đây. Ủa đây. Trời ơi, em vô đây lâu lắm rồi mới biết có cái hồ bơi, xong mới rủ bạn vô đây nè. Mà sao bạn em bây giờ nó không chưa tới luôn, giờ không biết đường nữa. Con này chắc nó đi lạc mà em xuống tới nhà thiếu nhi là. Mà bạn em đẹp gái không? Trời, anh nhìn em đi là anh biết liền á. Anh biết mà em sao liền á. Thiệt luôn hả? Trời. Chắc hôm nay chắc anh ăn ngủ nghỉ trong hồ bơi luôn quá. Thôi bạn em là một vàng luôn. Trời ơi. Đi cho anh ngắm một vàng luôn. Trời ơi, chết rồi, camera chết rồi, ở lại đây. Ừ. Nó hẹn em mấy bay muốn chơi. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha. Anh quay clip đèn lỡ mà anh úp em lên Facebook, úp lên YouTube rồi em có ngại không? Em có sợ người ta nói này nọ không? Cho biết. Ủa nói vậy em có làm gì đâu nói trời. Không, có nhiều người nói trời ơi, con gái nhưng mà dễ quá, gặp rồi cho quay clip, người ta hay nói vậy em. Quay clip chứ phải gặp rồi làm gì nhau. Đúng không? Em quay thôi mà thì ok, vậy bữa nào rảnh anh mời em đi ăn, coi như là thay lời cảm ơn em là đã giúp anh hoàn thành cái thử thách này. Trời, được không? Ok, nhưng mà vậy là được rồi, không cần phải đi ăn đồ đâu, bình thường quay clip thôi mà, đường nào chỉ đi bơi người ta quay cũng nhiều người đi ta quay qua thì mình cũng đâu có biết đâu. Nên lịch sự vậy thì thôi, nhưng mà anh cố tình mời em đi ăn được không? Anh với em chơi này, em có bao nhiêu đứa bạn? Ba đứa. Rồi ba đứa cộng với anh với em là 5 người đúng không? Bây giờ mình sẽ chơi nín thở, ai thua sẽ thua 5 cái sinh viên. Rồi
nín là kiểu là ai nín lâu hơn á. Đúng rồi, ai noi lên trước là người đó thua đó, là thua là mới mua vé. Thôi cái này nghe hoang mang quá ta. Em thua thì em thua 5 vé, anh thua 10 vé. Kèm theo 10 bát nước luôn. Nhớ nha. Bắt tay. 10 bát nước. 10 vé xem phim. Nếu mà anh thua, còn em thua em chỉ cần 5 vé thôi. Ok. Chưa chưa? Ừ. Rồi, camera đếm từ 1 đến 5 đi. 1 2 3 4 5. Ủa anh thua rồi hả? Anh thua hả? Anh thua hay em thua? Tính ghê á, trời ơi. Không. Ủa, thôi anh thua để anh mua rồi. Ủa ai thua vậy? Ai thua vậy camera? Thôi, ai thua vậy em? Thôi mệt hả? Wow, ghê. Không anh đủ một người không biết bơi như em là không được rồi. Chơi trò khác đi chứ chơi. Rồi ok rồi, rồi giờ em muốn chơi trò gì? Không, em chưa nghĩ ra nè. Bất cứ trò gì. Quá. Hả? Chơi trò gì? Gì đây ta, em không biết gì là chơi trò bây giờ anh nói thiệt luôn là anh là YouTuber, có nghĩa anh mà quay clip là anh phải up lên YouTube, có nghĩa là sẽ rất là nhiều người thấy em. Trời ơi. Em có thể nói cho anh biết cái gu người yêu của em như thế nào? Vậy biết đúng. Sao không biết đâu anh up lên em sẽ kiếm được chân ái của cuộc đời mình. Rồi ví dụ giờ em nói đi, gu bạn trai của em là gì? Cao, to, đẹp trai, giàu có hay là trắng trẻo hay là bd gì đó em nói để không, em thì không có gu, em chỉ quan trọng người ta có nhắn tin cho em hay không thôi chứ không có thấy ai hết rồi gu chọn rồi chọn để thèm rồi không có ai hết trơn. Nhưng mà anh hứa với em sẽ có người nhắn tin cho em, hứa luôn. Thôi, anh hứa. Em vậy tí anh nhớ cho em Facebook nha, xong em về em mà không thấy nhắn tin cho em là em nhắn tin hỏi anh đó. Anh nói em là hứa chắc chắn là sẽ có người nhắn tin cho em. Vậy em nói đi, cái gu bạn trai của em như thế nào, lý tưởng đi. Cái hình mẫu đi. Hình mẫu hả? Ừ. Thôi em không có một cái hình mẫu nào luôn á. Ừ. Sao ta? Để em suy nghĩ xem nha. Ừ. Thôi vậy đi, cao hơn em đi. Cao hơn em mà được. Làm sao bọc bạo dữ vậy? Không, em đừng có nói gì tới cái chữ cao cao, anh buồn hiểu không? Anh là anh không liên quan nữa, nhưng mà tự nhiên nghe cái từ cao nó kỳ lắm. Ủa vậy hả? À, nó dở nhất rồi, cao nào rồi gì nữa? Sao ta? Không, em nghĩ là chỉ cần cao hơn em thôi, với lại hợp với em là được. Quan trọng người ta nhắn tin cho em thì mới có nghĩa là có hợp hay không chứ. Rồi nói chung là bây giờ chỉ cần cao hơn em, lăng nhăng cũng được, không sao. Trời, không, tới tay em thì không có nhăn lăng nhăn gì được rồi. Em nóng chết. Ok, vậy thì bây giờ em giúp anh một lần nữa nè. Em nhìn vô camera xong em giống như là chào tất cả các bạn trên kênh YouTube của anh Phúc là được rồi. Vậy em chào anh cameraman, cameraman được không? Không, camera chỉ là người quay phim thôi. Còn những người xem clip của em nữa kìa. Rồi, em chào đây. Alo, tất cả anh chị nha.
bị đuối à? Vậy tôi hả? Trời ơi, chào không có tình cảm như là xin chào tất cả các anh đẹp trai trên kênh YouTube của anh Phúc nha. Trời, đó cái gì ghê đó vậy? Mới có người về nhắn tin cho em. Ghê rồi. Ừ. Em chào tất cả mọi người thôi, chào lại nha. Chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube của anh Phúc đẹp trai. Ok. Trời, nói gì nói chứ, bữa nào anh mời em đi ăn nha. Rồi ok, cái đó thì em muốn ăn gì, em muốn ăn không, gì? Không, nhưng mà phải suy nghĩ lại đã. Em phải cần thời gian. Mọi việc đều cần thời gian nha. Ok.